thì em gọi là chính thức là cho anh này gọi là công khai yêu yêu đương với mình. Chào khoảng một tháng sau. Một tháng sau rồi. Bạn gái cũ có biết không? Không có biết rồi. Là cái bạn gái chia tay rồi đó phải dạ. Không? Là bạn biết rồi, bạn có nói gì không? Dạ cũng kêu rồi quay lại rồi nhắn tin này. Mà này thấy rồi cứ bắt đi đâu cũng có nhau vậy đó. Chứ không có đi đâu được hết. Lúc mà ở bên nhau thì không có gì hết. Thấy anh này thương mình, thật lòng với mình. Nhưng mà tới lúc thời gian mà đi học ở trên Sài Gòn, anh này ở nhà thì lại nhắn tin với bạn gái cũ nữa. Trời ơi vậy đó hả? Anh này đầu qua lắm. Rồi nhắn tin rồi hẹn đi ngủ rồi. Trời ơi. Rồi cái bạn gái cũ nữa là bạn thân. Cái xong cái chụp hình gửi qua. Rồi bà này quăng nguyên một đêm khóc hơi ngủ không được. Hay gặp bà đang ở Sài Gòn học thì là không chịu học, cứ ghen. Em rồi, làm cách nào? Em rồi tự tử luôn. Ừ. Thiệt không? Rồi tự tử thiệt không? Thiệt. Hay hù. Thiệt chứ. Tại gần cầu tính nhảy thiệt luôn. Em biết không? Em biết là nó đòi tự tử không? Dạ biết rồi. Lúc đó thì điện thoại thì thuê bao. Rồi mẹ điện thoại lại năn nỉ kêu cho cơ hội đi. Rồi lúc đó bỏ đi. Xong rồi cái em mới chịu cho thêm một cơ hội nữa. Mà lúc đó là tỷ dụ như mà cô này cũng không cho cơ hội là dám làm thiệt không? Nhà mình biết bơi cũng đâu sợ được. Dạ em là Lê Hoàng Thái ạ, 24 tuổi, quê ở Tiền Giang. Tiền Giang, công việc em là gì Thái? Là kinh doanh tại nhà, buôn bán giày dép tại chợ. Giày dép đúng không? Dạ. Còn vợ Thái? Dạ em tên là Bùi Nhã Phương ạ, năm nay em 23 tuổi. Em là hiện tại nghề của em là nhân viên. Dạ em đến từ Tiền Giang. Biết rồi, nhân viên văn phòng đúng không? Dạ nhân viên sale ạ. Em là 23, còn Thái là nhiêu ta? 24 ạ. 24, dạ. Quá trẻ đúng không chị? Ừ. Hai em quen nhau lúc nào? Dạ tình cờ cũng vợ nhắn tin trước, rồi thấy em nhắn tin trên mạng cho em, hỏi em sao mới quen cô kia mà lại chia tay trong có 2 ngày thôi. Mà vợ em thấy em chia tay 2 ngày rồi, vợ em nhắn tin cho em như là ý là cô em đó. Wow. Nhưng mà là nhắn tin trên Facebook hay là trên cái trang? Dạ Facebook. Facebook. Em vô trong trên Facebook á, nó có cái hội là FA. Thì tình cờ em cũng vô cái hội, rồi cô này cũng vô một cái hội đó. Đó thấy em phải đồ hội FA. Dạ, đó. Nhưng mà em ấn tượng gì ở anh này mà em an ủi anh vậy? Dạ ở trên Facebook thì thấy cũng được, nhưng mà lần đầu tiên gặp ở ngoài anh này đen mập dơ lắm. Đen mập mà còn dơ nữa kìa. Thế còn em thì sao? Dạ ấn tượng đầu tiên gặp vợ rất là kiểu như dễ thương, kiểu nít lắm. Quá ngon. Dạ dạ đúng rồi, nói như cơ quá thật sự mà nói luôn, nhìn như cái bế vậy đúng không? Đó rồi rồi sao, gió đổi chiều đúng không? Dạ. Em là người cua cô này trước. Quyết liệt luôn. Quyết liệt luôn. Bao lâu thì em gọi là chính thức là cho anh này gọi là công khai yêu yêu đương với mình? Dạ khoảng một tháng sau. Một tháng sau rồi. Dạ. Bạn gái cũ có biết không? Không biết rồi. Đó. Là cái bạn gái chia tay rồi đó phải dạ. Không? Là bạn biết rồi, bạn có nói gì không? Dạ cũng kêu rồi quay lại rồi nhắn tin này. Bà này thấy rồi cứ bắt đi đâu cũng có với nhau vậy đó. Chứ không có đi đâu được hết. Lúc mà ở bên nhau thì không có gì hết. Thấy anh này thương mình, thật lòng với mình. Nhưng mà tới lúc thời gian mà đi học ở trên Sài Gòn, anh này ở nhà thì lại nhắn tin với bạn gái cũ nữa. Trời ơi vậy đó hả? Anh này đầu qua lắm. Rồi rồi nhắn tin rồi hẹn đi ngủ rồi. Trời ơi. Rồi cái bạn gái cũ nữa là bạn thân. Cái xong cái chụp hình gửi qua. Không có, không phải con, không phải con nhắn, nhưng mà cũng như là hai anh em trong nhà nằm vậy nè, con mới ngủ mới lấy điện thoại nhắn cho con bạn của bạn. Rối mà xưng con luôn. Rối quá, rối quá. Sao em rồi bà này quăng nguyên một đêm khóc hơi ngủ không được. Hay gặp bà đang ở Sài Gòn học thì là không chịu học, cứ ghen. Em làm cách nào? Em rồi tự tử luôn. Rồi thiệt không? Rồi tự tử thiệt không? Hay hù. Thiệt chứ. Tại gần cầu tính nhảy thiệt luôn. Em biết không? Em biết là nó đòi tự tử không? Dạ biết rồi. Lúc đó thì điện thoại thì thuê bao. Rồi mẹ điện thoại lại năn nỉ kêu cho cơ hội đi. Rồi lúc đó bỏ đi. Xong rồi cái em mới chịu cho thêm một cơ hội nữa. Mà lúc đó là tỷ dụ như mà cô này cũng không cho cơ hội là dám làm thiệt không? Nhà mình biết bơi cũng đâu sợ được. Chị gạt rồi thấy quá. Thấy trời ơi. Bây giờ mới khui đúng không? Dạ bây giờ mới biết. Rồi đến bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Dạ quen khoảng tầm 3 đến 4 tháng xong rồi hai bên gia đình nói chuyện xong rồi mới đám hỏi. Tức là sau cái bữa mà đòi nhảy cầu. Dạ đúng rồi. Là sợ rồi là dạ. Cưới luôn đúng không? Là về là anh này sợ mất em. Nói chung là đám cưới xong về rồi bây giờ là cảm thấy hài lòng, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy chứ sao lắc đầu. Dạ đám hỏi xong là bắt đầu lòi đuôi ra từ từ. Tại vì đám cưới mới lòi mà giờ đám hỏi là lòi rồi. Dạ đúng rồi. Mà lộ cái gì, lộ thật xấu hay sao? Ông này chơi gà mạng lắm. Gì? Chơi đá gà mạng á anh. Chơi đá gà. Dạ chơi đá gà.
ở miền Tây á dễ bị lôi cuốn vô mấy đó. Giờ còn không? Dạ hết rồi. Hết liền chứ. Dạ. Hết giờ mạng ơi. Nhưng mà hôm đọc ngồi quanh cúp thì lại chơi nữa. À, tới banh mạng. Cầm xe, xe mới mua cầm luôn. Em mới giận quá, sao em xin ba với mẹ đi về dưới ở vài ngày. Tức quá về, khi làm đơn ly dị luôn. Chụp hình gửi vào ông này, nói chuẩn bị tinh thần đây, chuẩn bị ra tòa là ký tên đi. Rồi em làm cách nào để mà cô ấy cho tới bây giờ vẫn còn chưa có ly dị? À, lúc đó thì cũng thuyết phục dữ lắm nhưng không chịu. Con thấy sao mọi lần là không có đến nỗi mà viết đơn, làm mướn luật sư, tính in giao photo, tờ giấy này căng rồi đó. Em mới chạy xuống nhà luôn. Cái bà thấy em như nhớ em sao á, em chạy ôm cái như khóc nước mắt rồi kia nọ, nói anh nói anh không bỏ, anh không nói không chơi cậu bạn em. Em khóc hả? Dạ em tức khóc. Là nhớ, đáng lý là kiên quyết ly dị rồi tức, dạ đúng nhưng rồi mà gặp mặt dạ. Cái á là làm như nhớ quá rồi, thương tại vì vẫn còn thương mà đó. Giờ kể là còn thấy rơm rớm nước mắt luôn rồi. Dạ tức lắm. Nhưng mà kể từ đó về sau là tất cả những gì em nói cho em góp ý là anh có nghe không? Dạ anh cũng nghe là ha. Giờ thì không có thấy còn chơi gì nữa hết. Thiệt không? Dạ thiệt. Hồi nãy giờ cô vợ cũng nói nhiều quá, bây giờ cho phép em đó. Đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ, dạ em không, tật xấu thì có một rồi mà xong bây giờ kêu sửa được không? À. Tật gì vậy? Ngủ mà ngáy là thôi, khỏi chơi. Ờ, cái đó là xấu. Ngáy đâu phải tật xấu. Xấu đâu, cái đó đâu ai muốn đâu. Ảnh còn ngáy hơn vậy. Đó. Anh ngáy mà em nói anh không tin, ý mà ngủ nửa đêm phải bật điện thoại lên, anh quay lại. Sao rồi quay ngày sau không dám coi. Đó, đi khui ra làm chi để cho mình ha. Mình đi khui lại, đúng không? Có tật xấu nào nữa không? Có bạo lực, có đánh đấm gì không? Vợ em là võ nghề rồi, học võ từ nhỏ tới lớn luôn nhưng mà quýnh chồng thì chưa. Ủa, vợ là học võ hả? Dạ. Ồ, võ gì? Dạ, học karate. Trời ơi. Wow. Bởi em cũng đâu có dám đụng đâu. Nhưng khi chửi là làm gì là em chạy dưới rồi. Đâu em đứng lại. Rồi, nghe nè, vợ có nhõng nhẽo rồi, có thường xuyên sai việc mình không? Dạ, sai là khỏi chơi. Mỗi buổi sáng hay dậy làm phải rửa chén quét nhà là bà này á, thì hẹn giờ 6 giờ 8 giờ cho em về, phải 6 giờ phải dậy đặng rửa chén lau nhà. 6 giờ đồng hồ kêu kêu em dậy không, anh dậy, anh ơi dậy. Rồi em quét nhà rửa chén giặt đồ phơi đồ hết, bà thì nằm trong bà ngủ. Gần 8 giờ cái bà chui ra, em thì vô ngủ. Lát về cha nói em nằm ngủ không, còn nhiên Phương làm khôn dễ sợ khôn. Trời ơi. Rồi cha em chửi trời nói trời ơi cái thằng này nó ngủ như con mối chúa vậy. Trời ơi, cha là cha ruột không phải không? Cha ruột. Mà thật chắc là em làm không cha em đâu biết. Mà hồi đó giờ cha có hiểu không? Dạ chưa hiểu. Tới bây giờ cha mới hiểu. Cha mới hiểu nè. Hả? Dạ không có. Có biện hộ gì không? Ảnh lười lắm. Thường ngày ở nhà thì cha mẹ kêu làm gì ngớ chịu làm mà không chịu làm. Đợi sai chửi rồi cái mới chịu là xách đi làm, mà vừa làm mà vừa nói nhảm nhảm gì trong miệng á, không biết nữa. Lèm bèm á. Bây giờ kể tật xấu luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Nói xạo lắm. Thường ngày em đi làm em mới điện thoại về, anh đang đâu vậy? Anh đang nhà nè em, anh đang phụ làm giấy số với cha là chắc là đang đi nhậu. Xong rồi tới dần rồi mình đi làm xong rước em về á, thì bắt đầu em ngồi ngoài sau. Anh ta sợ em nghe mùi rượu đây, anh ta nhai sinh rơm. Mà nhai sinh rơm là ngoài sau nó càng bốc ra mùi rượu nữa. Cái bắt đầu hỏi đi nhậu phải không? Thì đi uống với chú Út có mấy ly à. Có khi nào ổng nói xạo mà tức quá cũng như là bùm luôn không? Có. Đầu kể nghe chi tiết coi. Đặt đó là mùa Tết, thì mùng 3 nhà mẹ cúng gà, anh ta đi ra ngoài. Cái anh ta nói dạ anh đau bụng quá anh đi. Mà trong khi đó anh đi lên nhà anh ta, anh chơi bồi cua cá cọp, bỏ em ngồi dưới nhà ngoại á. Cái em tức quá, nói em đói bụng mà em đợi rồi, mẹ đợi ở nhà nữa anh đi đâu. Tức quá em tán cái bóp vô mặt. Cái anh nói hồi đó giờ chưa có ai quýnh tao, chưa cha mẹ tao chưa tán tao vô mặt. Lúc dạ, đó đúng rồi, tức. Dạ, hơi giận rồi, hơi nóng không? Nói vợ không thương tự nhiên tán. Rồi bây giờ có mong muốn anh ấy thay đổi điều gì không? Dạ muốn anh bớt ở dơ lại. À. Bớt bày hày lại, tự giác làm mà không đợi sai rồi biểu nữa. Tại vì nhà có một mình ảnh con trai nên ảnh sau này cũng là trụ cột của gia đình. Thì sau này ba mẹ già thì ảnh cũng phải tự làm và dạ, tự lập chứ không có nhờ ba mẹ nữa. Hiểu tình ý của vợ hiền mình chưa? À, hiểu rồi. Rồi bây giờ mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? À, mong muốn vợ quan tâm em xíu nữa thôi. Ủa chứ giờ chưa quan tâm luôn hả? Dạ. Dạ, rất quan tâm. Như là quan tâm mà không tới thôi. Như ví dụ dạ. Như anh ơi ăn cơm hay là hay ví dụ gì thôi. Nhưng mà không có thiệt tình lắm. Không có thiệt tình. Dạ.
Thì đôi khi đi làm về mệt. Trời ơi, vậy là em bị buồn á, em mặc cảm, em tự kỷ. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là vì vợ em quá nhiều việc đúng không? Dạ đúng rồi. Thành ra là theo lẽ người ta nói là anh ơi xuống ăn cơm đi, ví dụ vậy. Dạ. Thì giờ như chồng là chồng muốn là chẳng hạn nhìn thấy chồng chưa xuống hoặc là ấy thì nó anh xuống đây ăn cơm, ví dụ vậy, nắm tay xuống. Dạ, đúng rồi. Không? Dạ. Chưa phải nói lời đúng không nè? Dạ. Thì cái đó cũng đâu mất thời gian đâu. Bởi vì ông bà mình nói đúng á, lời nói không mất tiền mua. Dạ. Đúng không? Dạ. Nói sao để mà cho vừa lòng nhau. Thì đó là cái chuyện của vợ, nhưng ngược lại chồng phải để cho vợ cảm giác á là chồng quan tâm tới vợ và hiểu được cái việc mà vợ đang làm. Dạ. Phải chứng minh cho vợ thấy là bây giờ mình thay đổi rồi. Đúng chưa? Những cái đó không phải là đam mê của mình nữa rồi. Thì bây giờ thực hiện lời hứa đi. Đó, đứng lên hứa cái đi. Để cho vợ an tâm cái đã nha. Anh hứa em từ nay về sau là anh không có dương dẫn gì nữa mấy cái đó chuyện ăn chơi nữa. Anh sẽ phục em làm nhiều hơn. Rồi. Rồi, rồi đáp lại bằng nụ hôn để cho ông chồng khoái chứ trời ơi. Rồi. Rồi xin chúc cho các em sẽ luôn luôn hạnh phúc nha. Dạ. Và mau chóng có được một cái tin vui. Dạ em mới được có hơn một năm thôi anh. Hơn một năm rồi à? Dạ, dạ một năm. Có em bé chưa? Dạ có rồi à. À em bé được mấy tuổi rồi? Dạ được 8 tháng rồi. Rồi bây giờ giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Chí Thanh, đang làm nhân viên văn phòng. Năm nay em mới 24 tuổi. Dạ. Còn em? Dạ em tên là Trần Lê Trúc Phương, em 24 tuổi, em đang là nội trợ. Hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Em được dì giới thiệu, nhưng mà lúc đó thì em không biết là dì giới thiệu. Dì của em chỉ kêu là tới nhà của cái người này để mà lấy đồ về may, tại vì em làm may đồ. Thế xong rồi cái em cũng chở dì qua, vô nhà thì má chồng em giờ thì mấy chỉ cái hình gia đình, thì em để ý ngay cái hình có cái anh này nhìn thư sinh lắm. Em để ý từ hình rồi, coi như là gặp cái hình này. Lý do gì mà là mẹ của em lại chắc là gì có nói tính trước rồi đúng không? Tại mai mối mà. Thì mẹ cũng cho số điện thoại, nhưng mà cũng gọi đó là chuyện tình cảm của con để con lo. Nhưng mà cứ ngày nào mẹ cũng nhắc hoài cái chuyện này. Ok, chiều lòng mẹ thì lấy số điện thoại gọi, nhắn tin. Mà gọi không nhắc máy, thì cũng nhắn tin thử, mà nhắn tin cũng không trả lời luôn. Thì mới xuống chắc mẹ là sao kỳ, mẹ cho con số gì mà gọi chẳng nhắc máy mà nhắn tin cũng chẳng trả lời. Rồi hồi suy coi danh bà thì mẹ đưa nhầm số của anh nào á. Rồi xong ba mới gọi lại cho vợ là nói là con có phải là Trúc Phương không, gọi điện thoại lại. Sau khi mà ba gọi á thì mới nhắn tin, rồi hai đứa nói chuyện thấy hợp xong rồi hẹn. Nhưng mà hỏi cảm xúc của em á, lần đầu tiên em gặp vợ em bị gọi là tiếng sét ái tình không? Chắc chắn rồi phải không? Dạ. Lúc đầu lại chưa có thì thấy một cái vóc dáng lùn thôi. Rồi có lâu thì yêu nhau ngay cái ngày đầu tiên đi gặp luôn á là em bị tiếng sét ái tình. Dạ em đã sét từ cái lúc mà gặp ở trong hình rồi đúng không? Cái lúc mà em coi trong hình xong rồi đúng không? Dạ nghe giọng nói qua điện thoại nữa thấy chầm chầm ấm ống, em cũng khoái lắm. Xong rồi gặp nhau ở ngoài thấy trời ơi cao ráo trai, trời ơi bạch mã hoàng tử rồi. Đúng bạch mã hoàng tử. Dạ trời ơi lúc đó cứ như là mới yêu lần đầu vậy. Trời ơi đúng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Sao em thì lại ấn tượng quá đẹp với anh này, mà anh này thì ấn tượng nghe mình một chữ thôi là chữ lùng. Thì cũng quen nhau thì ngày nào cũng nhắn tin rồi nói chuyện. Thì có một hôm thì hay em đọc báo, em thấy báo mà người ta viết về tình cảm á, nó hay. Thì em đọc cái câu gì mà đồng ý nhé thì gạch đầu hạnh phúc để anh lo gì đó, cho em gửi cho chị này. Thấy em thấy câu hôn vậy được không? Hay ngờ chị này chỉ là cái đồng ý. Mà em chỉ như là thấy trên mạng có cho coi thôi. Cái câu nó thấy ai ngờ chị này gạch đầu thiệt. Tại vì á hỏi anh còn hôn vậy được không? Em mới nói với anh là cái này em không biết đâu, anh hỏi ba mẹ của anh trước đi, rồi có gì qua gặp ba mẹ của em. Thì coi như là em bị hổ cái đó rồi. Trời ơi. Ai vậy dính thiệt. Coi như là ngu rồi, cái đó mình gặp ngu rồi thì mình. Bây giờ nói thiệt đi, bây giờ trên này là bốn mặt một lời với khán giả nè, giờ khai thiệt đi, có hối hận không? Lúc đầu thì hơi hơi nhưng mà bây giờ hết rồi. Hơi hơi. Dám mà bây giờ mà dám. Rồi thì hai em quen nhau bao lâu thì cưới nha? Khoảng gần nửa năm thì cưới. Thôi vậy, hãy kể cho nghe những câu chuyện về vỡ mộng ở đối phương mình. Là lúc trước khi cưới thì em cũng nói vấn đề tài chính của em là anh mới đi làm mà lương thì nó không được cao cho lắm, nói chung là thì lúc đó thì cũng đồng ý, nói là không sao hết, thì mình lấy nhau về thì mình coi như là mình tự lo cho nhau. Nhưng mà sau khi cưới là coi như là cái chuyện nó khác hoàn toàn luôn. Vậy là cái tiền bạc là em bị than hàng ngày luôn, cái chuyện tiền bạc. Không phải anh chị, tại vì á là cưới về cái bị cấm bầu liền, cái xong rồi có bầu nên tất nhiên là cái tâm lý của mình bắt đầu mình suy nghĩ xa một tí, chồng làm lương thấp quá sao mà đủ lo cho cả gia đình, bởi vì em cứ than hoài làm sao bây giờ, làm sao mà cho đủ sau này nuôi con. Giờ vấn đề là bây giờ nhiều người ta phải ở nhà trọ, người ta cũng làm công nhân thì lương ta cũng đủ nuôi sống con, người ta cho con đi học này nọ, thì vấn đề là em thấy bình thường.
Có như là đi làm thì mình kiếm tiền đó mà mình đâu có tốn tiền nhà trọ này nọ đâu, ba mẹ nuôi, giúp phụ ba mẹ xíu tiền điện hay là này nọ thôi. Lúc đó là chồng đi làm về đưa tiền cho em giữ hay là tiền của ai người đó tự giữ? Dạ không, chồng đưa. Ờ, vậy mà vẫn than. Khổ là gì ơi, bởi vì phụ nữ mà. Phụ nữ là một cái túi tiền mà không đáy. Lúc nào không than hết. Tại vì nó có nhiều cái thứ để lo. Gì mà con vậy như con người ta đòi là được đó. Nghĩa là đó là lớn con này sau này nó lớn lên. Cái đòi này mình phải mua cho nó chứ. Có như là cái ý định giống như là muốn sống như là cái loại đại gia vậy á. Đơn giả đó, đơn giả. Rồi, tụi em có thường xuyên cãi vã nhau về vấn đề đó không? Hỏi là mốt lúc mà như vậy đêm nào cũng cãi nhau. Và bây giờ còn cãi không? Bây giờ đâu em cãi em nữa đâu. Có mình em đi làm ở nhà. Bây giờ thì cái công việc của em nó có đủ để trang trải cái cuộc sống chưa? Đã đủ rồi chị. Dạ mà chả không có dư nhưng mà chị đi đủ. Vẫn còn than. Tôi hiểu mà, tôi hiểu. Thấy còn tầng 6 gì nữa không? Ok nghe. Là cũng như là hay than phiền. Em thấy anh than nhiều hơn em. Rồi bây giờ cái chuyện than gì? Nãy giờ anh than không đó. Rồi còn gì nữa không? Cái vụ mà con cái thì nó ngủ á, con tối thì nó hay khóc và phải hay ru nó ngủ. Nhưng mà nhiều lúc nó ru nó không ngủ được thì em ru. Nhưng mà nhiều lúc em ru không được luôn thì em gọi vợ lên giúp đỡ, nhưng để con nó khóc dữ quá, tại vì nó khóc ghê lắm, nó gào lên luôn á, thì kêu vợ lên giúp. Nằm yên à, nằm như không quan tâm gì đó. Mệt quá. Không phải, tại vì á lúc đó là con mới có 2 tháng là em vẫn còn ở trong cử. Dạ. Mà lúc đó là ra riêng rồi. Dạ, nhưng mà chuyện xung quanh, chuyện nhà cửa em cũng cố gắng dọn dẹp nữa, rồi chăm nó nữa, nên tới tối rất là mệt. Nên hả, trời ơi, mà nó khóc bất lực luôn, em cũng biết phải làm sao nữa. Nằm thì cái anh này anh kêu em phải là mẹ nó hay không vậy. Trời, lúc đó em nghe xong rồi khóc quá trời luôn, tại vì nó khóc dữ quá, thấy tội nghiệp lắm. Thì gọi lên mà cứ nằm yên, không quan tâm gì hết á. Thì em mới tức, kiểu như bực tức đó là nói ra thôi, là em có phải mẹ nó không thì phải quan tâm với nó gì này nọ chứ. Lúc đó mới kiểu như đúng tự ái, đứng lên giật con lại, kiểu làm cho con nó nín rồi vô nó ngủ. Mà như vậy là cái chuyện nó xảy ra còn cả trong 3 tháng đầu hả? Dạ, đúng. Dạ, đề là 3 tháng. Dạ, 3 tháng mấy thì hả, ngoan hơn. Dạ, anh hỏi nè, vợ em đó nói là bị phán xét ái tình ngay là bởi cái nhan sắc của em. Dạ. Hay bây giờ về nhà, suốt ngày trong nhà em đi làm như vậy thì cô này cũng có ghen không? Ghen cực luôn. Cũng như công ty thường hay có tiệc này nọ thì em có chụp hình với bạn nữ, gọi là chị yêu mình công ty á, đàn chị không à. Thì chụp hình về thì thấy trên Facebook thì cũng đó, sao công ty đầy người không chụp đi, chụp cái nhỏ này. Em công ty đi làm thì ai chụp thì người ta thích này mình chụp vậy thôi, mà chụp bên giải lắm, có người đứng bên vậy thôi à, chụp vậy thôi, có ôm gì đâu mà cũng phải ghen lên ghen xuống là mình không được chụp. Riết giờ em không chụp hình với ai luôn. Khổ chưa? Chi vậy, anh fan ba đi. Không thì thôi xóa Facebook luôn đi. Rồi cái ở xóm nữa thì có hồi xưa có quen con nhỏ gần nhà, thì giờ cũng không quen nữa, thì đi ngang nó cũng dọc anh kìa, bộ anh hồi xưa kìa. Tại anh dở, anh kể cho em biết. Ai kể anh kể gì? Chả được. Ấy là mỗi lần đi ngang em nói nhìn vô đi kiếm bạn gái cũ kìa. Anh kể. Không có gì đâu mà chọc em hoài, là có như để em điên lên, em la lên, có như là bực mình lên á, thì lúc đó ba mẹ thấy, ba mẹ nói làm gì la nó hoài vậy, mà thì em không có la đâu, em bực quá cứ bị ghẹo hoài cái vụ bạn gái này nọ. Bạn gái cũ đó giờ lấy chồng chưa? Dạ chưa. Bởi vì nó chỉ đúng rồi. Thấy rồi còn em vỡ mộng về. Nhưng mà mỗi lần ghen vậy á là xung đột có dữ dội không? Dạ không, thật ra là chọc ghẹo thôi. Em chỉ ghẹo anh này không? coi là anh này có vậy có gì hay không thử lòng chứ em biết không? Anh này anh hiền mà chọc người ta mà gây là mà ai ngờ anh dữ quá trời. Hả? Thì giờ em đừng giữ nó đi, không có gì đâu, không có gì đâu. Mình im lặng quá nói mình đúng rồi thì mất. Thế là còn em vỡ mộng về điều gì ở này? Anh hay ghen lắm, trời ơi anh chơi đến độ mà ví dụ như em nói chuyện gì xung quanh là anh không nghe luôn. Rồi xong cái em giận. Em đi làm từ 6 giờ sáng á đến 7 giờ tối mới về, thì có khi là đi học thêm nữa thì có như là 9 giờ mới về ở nhà, 10 giờ thì lúc ấy là cho con ngủ nữa, thì cho nó ngủ xong á thì có như là đến có khi 10 rưỡi 11 giờ em mới ngồi một cái máy em chơi thôi. Thì lúc đó có như là anh đi làm anh ngồi về anh chơi hoài à. Em về em ngồi chơi đúng có tiếng đồng hồ em nghỉ, không cho em chơi. Ông cũng hay ghê, con tiếng đồng chơi. Dạ, nhưng mà tranh thủ có một tiếng đó, ông dành ông chơi cái khác hay hơn. Chơi game. Chơi với vợ, rồi có tivi rồi với vợ. Còn gì nữa không? Tính ảnh á, còn kiểu con nít lắm. Anh không có để ý thử coi là cái chuyện gì cần giúp vợ. Anh cứ nhìn mọi thứ rất là đơn giản. Là em vỡ mộng về hai chuyện đó hả? Bình. Thì thực ra là nít thiệt mà. Dạ. 24 tuổi mà lấy vợ được là 1.5 năm, đúng không? Dạ. Thì coi như là lấy vợ vào lúc 22 tuổi rưỡi là vừa mới coi như tốt nghiệp đại học xong, đã vậy còn là ở riêng nhau nữa đúng không? Yeah. Bây giờ là tách ra, con 1 tháng là đã tách ra rồi. Dạ đúng rồi. Bên đây vợ đòi tách, tại vì lúc đầu em cũng nói khuyên là ở nhà có ba mẹ lo cho mình hết rồi, đang riêng chi có ai lo.
Thì đó, vì đó mà xung đột, cái chuyện mà con khóc hoài chẳng ai lo được. Không, nhưng mà bây giờ là cháu đã được 8 tháng rồi đúng không? Dạ. Hai bạn này á, còn trẻ như vậy á, mà tách riêng ra vào lúc con 1 tháng mà cháu lại còn bị dạ đề, khóc dạ đề rồi đó. Dạ. Mà các bạn vượt qua về là các bạn quá hay rồi đó. Có những cặp mà người ta không chịu nổi áp lực đó là không chừng là bây giờ là gọi là cãi nhau rồi đòi ly dị chứ không có giỡn. Cái đâu có gặp, hả? Cũng đòi ly dị đúng không? Bực mình quá. Em bực quá tại vì anh nói em vậy. Nói sao? Nói là em không quan tâm gì tới con phải không? Dạ. Có là mẹ của con em không phải không? Dạ. Cho em nói hả? Nếu mà không phải là mẹ thì hy sinh biết bao nhiêu thứ vậy mà kêu không phải là mẹ. Ừ. Xong rồi em nói thôi, vậy thôi anh đưa con cho anh nuôi đó. Nhưng mà sao điều gì khiến tụi em hàn gắn lại mà không quyết định ly dị? Dạ cũng vì thương con. Em dạ. là người thôi cái ý nghĩ đó hay là chồng em thuyết phục rồi em mới thôi? Tự động em nghĩ không? Chứ không có dám làm gì đâu. Thực sự đối với trường hợp của hai bạn á, cái thời gian khó nhất các bạn đã vượt qua được rồi đó. Tại vì á, tưởng tượng một đứa nhỏ mà nó khóc ngày khóc đêm kiểu đó là cực lắm, chịu không nổi đâu. Mà hai bạn còn quá trẻ để mà có thể vượt qua được những cái áp lực từ tiền bạc cho tới công việc nhà rồi quán xuyến một cái gia đình nhỏ. Thực ra xét cho cùng á, thì vợ cũng quá cực, ở nhà vậy chứ cực lắm đó, chứ không những cái việc không tên đó em. Nhưng mà ngược lại á, thì chồng đi làm cũng mệt lắm, đi từ 6 giờ tới 9, 10 giờ mới về, là công việc nó không phải nhẹ nhàng gì đâu đó. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn ngồi đây á, là khi mà mọi chuyện nó đã qua rồi, nãy giờ là mình phục hiện, mình kể lại thôi đúng không? Đúng rồi. Còn bây giờ mọi chuyện nó đã suôn sẻ hơn, nó nhẹ nhàng hơn rồi mới cười nó rỗn rãng được như vậy ha. Thì á, là mong rằng á, vì cái đứa con thì các bạn sẽ phân chia cái thời gian á, nó hợp lý hơn một chút xíu nữa. Về phần em á, em sắp xếp công việc nhà cho nó khoa học hơn một chút xíu nữa, để mình có cái thời gian mình còn giữ sức khỏe cho bản thân nữa. Dạ. Đó, rồi phải đẹp hơn trong mắt chồng. Ừ. Đó, để mà chồng bỏ game đi mê vợ hơn là mê game. Dạ. Dạ. Được chưa? Dạ. Rồi, cảm ơn hai em. Dạ, cảm ơn. Dạ, em tên Nguyễn Nhân Hoàng, em sinh 1986. Là nhiêu tuổi nè? Dạ, năm nay em 36 tuổi. Bây giờ nhìn tôi với chị Dân nè, nhìn chị ngoài đó. Dạ. Rồi giờ giới thiệu lại cái nữa nha, cho nó trơn tru trót lọt nha. 2, 3, lại. Dạ, em tên Nguyễn Nhân Hoàng, em sinh 1986, 36 tuổi. À, tưởng cọp. Tuổi cọp luôn. Dạ. Thực sự là em rất là trẻ luôn đó. Dạ. Đúng dạ, không? 36 đúng tuổi. 36 mà. 36 sinh tuổi. Năm 86 đúng không? Thì là 36 tuổi. 36 tuổi mà vậy anh 37 tuổi em thấy anh không? Đó. Công việc gì nhà đâu? Dạ, hiện tại em làm tài xế, em nhà quận 4. Quận 4 à, vậy hả? Dạ. Mình là tài xế cho xe của mình hay là cho một công ty nào đó? Dạ, em chạy xe tải. Xe tải hả? Dạ. Dữ lắm ha. Giải nắng dầm sương. Bê máy. Dạ, B2. B2 đúng không? Dạ. Xe tải mà có khi nào mà chạy tuyến Bắc Nam không? Dạ, em chạy ở trong Sài Gòn. Chạy giao hàng. Đúng không? Chứ Bắc Nam là mệt lắm nha. Rồi, dạ, xin mời cô dâu xinh đẹp giới thiệu cho mình. Dạ, em chào chị Hồng và anh Quốc Thuận. Dạ em là Nguyễn Thị Phương, năm nay 31 tuổi. À, dạ, Phương em nói lớn lên nghe Phương. Rồi. À, công việc Phương là gì? Dạ em đang làm sale bên tài chính. Sale bên tài chính. Dạ. Phương cũng trẻ nữa, 31 tuổi. Trẻ quá luôn á, thiệt á. Nói chung là tụi em là trẻ hơn anh luôn á, nha. Anh rồi. Là duyên dáng luôn á. Hai em bây giờ kể cho anh với chị Dân nghe coi là lần đầu tiên rồi anh chàng tài xế này tiếp cận với cái cô làm tài chính này như thế nào, và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau như thế nào? Em kể trước à? Ai kể được? À, cái bạn này hồi xưa em mới chơi Facebook á, cái em lướt á, cái thấy bạn này á, ôi sao đẹp gái quá, cái mặt hiền quá, cái mình vô mình kết bạn làm quen, đó con lướt lâu lâu á, cái thấy được cái bạn đó mở quán cà phê, mình tưởng gần đây, ai ngờ dưới Bình Dương lận. Hồi lỡ thích rồi. Phải xuống Bình Dương uống. Mình xuống dưới luôn. Ở tuốt dưới chỗ thành phố mới đó anh chị. Ghê vậy luôn. Ủa mà lúc đó là em đi xe tải xuống em uống hay là em đi xe máy? Dạ. Lúc đó chưa có làm tài xế đó chứ. Mà đi xe Honda xuống. Em đi với bạn em xuống. Đi với hai đứa Mà sao quán lớn không? Này. Quán cũng mở cũng rộng lắm á, quán cũng rộng lắm á. Đó xuống ngồi thì cổ có mở giống như kiểu hát với nhau đồ anh. Mà nước ngon lắm, làm nước ngon lắm. Làm nước ngon hả? Sẽ dạ. Uống cà phê hay là uống nước em uống nước trái cây. Ôi. À, em phải nước dầu. Sao uống cà phê mà uống nước trái cây à? Dạ. Tại em không biết uống cà phê, em sợ nó ép tim á. Người đẹp mà pha cà phê ngon nữa, đúng không? Dạ. Ủa anh pha nước ngon nữa. Ừ, thường ngon. Là mình tài xế mà mình dàn karaoke hay lắm anh chị. Hát muốn hát hoài luôn á, dành mic của người ta luôn á. Sợ bao lâu rồi? Bao lâu rồi cưng? Dạ, năm 2016. Chuyện xảy ra là cũng lâu rồi chứ hả? 6 năm.
5 6 năm nhiều hơn. Đúng rồi, 2016. 2021 2016. 2016 là cũng 5 năm rồi, nhưng mà lúc đó là cũng như là mình cũng như đơn phương thôi. Xuống để ý cô này. Chỉ là kết bạn trên Facebook thôi đúng không? Nhưng mà có trò chuyện với nhau qua tin nhắn được không? Dạ, lúc cũng chưa nói chuyện luôn. Lúc mà nói chuyện cái cuộc gọi đầu tiên, nói chuyện đầu tiên á là em gọi điện thoại hỏi ủa em quán cà phê mình của mình đâu anh quên rồi. À, giả bộ nói anh quên rồi, thật sự xuống thì đâu anh quên rồi, cái em mới xuống em giả bộ cái em nói cái bạn đó mới nói là ở Hòa Lợi vậy á, cái em mới search Google Map Hòa Lợi là nào ở đâu, cái em chạy xuống luôn. Em chạy xuống ngay quán cà phê luôn, nhìn thấy mẻ, trời ở ngoài mẻ còn đẹp hơn trên hình nữa, nhìn thấy mẻ rồi mẹ đẹp hơn trên hình, mẻ đẹp hơn trên hình nữa, trời nhìn thấy nhỏ, trời nhỏ ngon vậy. Cái ngồi karaoke rồi thì cũng hát vài bài rồi cũng biết vậy thôi, mà bạn đó cũng chưa biết mình luôn nữa. Bây giờ thôi bây giờ lần chả ngưng lại xíu. Bây giờ nè, lần đầu tiên gặp mẹ là mẹ đẹp hơn trong ngoài nữa, đẹp còn hơn. Bây giờ em lần đầu tiên em gặp thằng chả thì em thấy làm sao? Dạ em thấy đi uống cà phê á, mà uống đổi cái món non kết lụp sụp y giống như là sát thủ vậy đó. Không, kiểu như là dân ăn cướp hay là trộm đó, đó sát thủ đó. Dạ. Cứ thấy em mà đi xuống á, lúc đó em mà đi xuống á là cứ kéo cái mũ lại như thế này nè. Mà em không hiểu sao được, bảo khách gì kỳ á. Chắc nghĩa hay là đó, em nghĩa đó. Sụp gì để mới nghĩa được chứ. Em còn nghĩ là nếu mà không phải khách thì là chắc ta đổi ra ngoài luôn. Mà vô uống nước là được hát karaoke vậy hả? Dạ. Hát karaoke, hát với nhau luôn á anh. Mà buổi tối hay buổi sáng? Dạ, lúc đó buổi chiều. Ngày mưa gió tầm tã luôn á. Nhưng mà lúc đó là em có biết là ảnh là bạn của em trên Facebook không? Dạ không. Dễ gì cho biết. Dạ biết lộn sao? Không biết. Rồi thời gian đó là một tuần vậy em xuống mấy ngày? Dạ, em chỉ xuống thỉnh thoảng thôi, tại vì cũng xa á chị. Xa mà. Đúng mà với lại cũng chưa biết nhau mà. Thành phố mới là từ đây mình xuống dưới cầu cả tiếng á em ạ. Hơn một tiếng, tiếng mấy luôn đúng hơn không? Chị. Dạ, hơn chị, 2 tiếng à. Đi mà đi xe máy khoảng 2 tiếng. 40 cây á chị, 45 cây á. Nhưng mà đã xuống dưới mà thấy đẹp nữa, mà pha nước ngon nữa, rồi hát là dàn karaoke hay nữa, chắc chắn là xuống hoài, xuống hoài luôn. Đúng rồi, xuống bao lâu làm quen luôn. Dính nè. Giống như có xin gom vậy anh, nó dính. Cái xuống Nhưng mà chị hỏi chi tiết này nè, sau khi em lần đầu tiên em xuống em uống quán cà phê đó xong, đêm hôm đó em về á là Tương tư đương nhiên rồi đó. Nhưng mà trên Facebook á em có mí ra là anh đã chính xác luôn chị, đúng tâm lý luôn á. Đúng không? Làm thơ liền đó. Làm thơ luôn, làm thơ tát ba vô đúng không? Mà không em không nghĩ mà tự nhiên đâu chữ ra làm hay ghê luôn. Em còn nhớ một vài câu trong cái bài thơ đó không? Trong máy điện thoại Facebook không? Lâu rồi. Mà nói về giống như một tạo một cảnh một cơn mưa đó. Có một cái người lữ khách đó đi xuống thì kia họ tình cảm lắm. Đó. Rồi em có được trả lời không? Lúc đó em không để hình mặt em. Rồi ngày sau em mới chụp hình, rồi mẹ mới thấy cái nón quen quá. Mới nhận ra. Thì xuống chơi bạn bình thường thôi. Lúc đó mẹ đang có bồ nữa. Ôi, bồ sao? Bồ sao? Đẹp trai lắm nha. Nếu mà anh chị mà biết Kim Thành Vũ á. Biết. Đẹp trai Kim Thành Vũ luôn á. Bạn Lưu Đức Quang đó. Dạ. Mà đẹp trai mà con nhà giàu nữa. Con nhà giàu luôn á. Trời ơi. Ủa nhưng mà bao lâu rồi em mới biết quen là cái tiểu sử của cổ? Dạ. Là có bạn trai. Dạ. Sau này mới biết. Sau này biết không? Bây giờ theo dõi Facebook rồi mình cũng như người mình thích á anh. Mình hay vô á, mình mò mình coi á. Là thấy hình của bạn trai của luôn. Đẹp trai lắm, cao ráo như đẹp, như đẹp hơn Kim Thành Vũ luôn. Trời ơi. Rồi nhưng mà em có từ bỏ cái ý định đó không, hay là em vẫn quyết coi như là muốn chinh phục cổ cho bằng được? Em nghĩ lúc đó giống như là kiểu cô gái này đẹp quá, thì có nghĩa là cổ chỉ xứng đáng với những người đàn ông mà kiểu giống như là thành đạt hoặc là giống như là có cái tiêu chuẩn hiện đại trong cuộc sống á, đầy đủ hiện đại trong cuộc sống, cho nên mình nghĩ là mình chỉ âm thầm bên cô này thôi, là mình làm bạn, mình tự ti đúng không? Mình chấp nhận là tình đơn phương. Tình đơn phương thôi, mình âm thầm thôi. Thế mình nghĩ là thôi kệ, mình sau lưng cô đó mình vui vẻ rồi cũng được. Ví dụ như cô đó cần cái gì chia sẻ gì trong cuộc sống, tâm sự giống như chi kỷ vậy anh. Nói chung là ngoài mặt thì mình ủng hộ, nhưng mà sau đó là đêm đêm về mình cầu nguyện cho chỗ chia tay đúng không? Ở sau tâm lý luôn á. Đúng không? Tâm lý luôn. Tâm lý quá à. Ai ngờ giống như trời thương. Mà về có cầu nguyện là cho cổ chia tay không? Cầu nguyện chia tay luôn. Trời ơi. Cuối cùng chia tay thiệt luôn. Trùng khớp với bé luôn. Trùng khớp với bé luôn. Sao vậy? Sao mẹ chia tay với Kim Thành Vũ vậy? Dạ chắc do yêu xa. Dạ cái anh đó là ở nước ngoài đúng không? Dạ không. Đi làm. Nói chung là cũng hay đi xa nên không có quen được, tại vì em cũng lúc đó là anh cũng quen được mới có hơn gần một năm thôi. Nhưng mà xa quá
yêu xa quá cho nên thôi chia tay. Không biết phải yêu xa không hay là gặp đây á. Là gặp đây giống như đúng gu hay sao. Này Kim Thành gì á chứ Kim Thành Tinh chứ không phải Kim Thành Vũ. Dạ. Kim Thành Vũ gặp Quách Phú Thành. À đó. Quách Phú Thành luôn. Dữ chưa? Dữ chưa? Khác liền. Nhiều khi là người ta lại không thích cái nét của Kim Thành Vũ mà lại thích nét Quách Phú Thành, nó gần gũi hơn. Đúng rồi. Kim Thành Vũ mặt hơi lạnh đúng không? Anh Thành anh nhảy đẹp mà anh dễ thương mà anh nhiệt tình lắm nên là anh này đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà em chia tay là bao lâu thì em mới biết rằng là cái bạn này bạn chia tay? Dạ, bạn này á thì tâm lý bạn á mà hay có chuyện buồn hay tâm sự gì á là hay bộc lộ trên Facebook lắm. À, cho nên em biết em vô mang ủi, em gợi mở cô nói mình đọc nghe cái mùi là biết rồi đúng không? À, okay, nhưng mà lúc đó là em có bồ chưa? Dạ lúc đó thì tài xế nhiều bồ lắm á nghe. Không, với lại bạn này đẹp trai nữa thì chắc chắn em phải có bồ rồi. Mà nói chuyện có duyên nữa. Dạ. Có bồ, hình như đang có bồ. Hình như đang quen bé kia. 18 tuổi hay nhiều. Ừ. Ồ, 18 tuổi luôn hả anh Thành? Rồi bé đó nó có biết em ngày ngày xuống Bình Dương vậy gì cho biết được. Nhưng mà chắc sau chương trình là chắc biết. Ngay thời điểm đó luôn, 2016. Ngay cột mốc luôn. Nhưng mà em có bồ rồi mà em lại tia cái cô này nữa là sao em? Mắt cá nhiều tay. Ôm xúc khó nói quá. Đẹp quá đúng không? Mắt cá lắm. Quyến rũ quá anh. Làm như Thành xin gom luôn, dính hoài. Rồi sao nè? Sau đó là thấy được cổ viết những cái status mùi mẫn trên Facebook là coi như là nghe có mùi là chia tay rồi, lúc đó là tấn công đúng không? Dạ. Rồi em giải quyết cái cô bạn gái không em. Dám anh ơi, không có dám. Theo kiểu giống như mình biết thân biết phận mình á anh. Giống như mình nghĩ á mình trong tay mình còn hai bàn tay trắng nè. Cô này em nghĩ là cổ đẹp. Với lại con nói toàn là mấy người mà thành đạt đeo đuổi không mà. Nhưng mà rồi sao em bây giờ em đến với trái tim mình của mình sao? Mình âm thầm thôi, mình âm thầm mình giống như là mình đi chơi với cổ mà cũng phải mấy năm á, khoảng 3 năm sau luôn mà. Nhưng mà rồi cô bạn gái em sao? Dạ, cô bạn gái em thì chắc cũng quen 1-2 năm sau chia tay. Đó, cũng đi chơi chung, rồi cũng bước qua nhiều giai đoạn lắm rồi cô cũng rồi xong rồi cũng nhờ em xuống, em muốn cà phê vậy á, thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Em nhìn cái dĩa hay sao? Cái dĩa đó. Trời, chắc nào muốn dĩa quá. Nghe nè, phải chia tay bạn trai. Dù buôn bán gì đừng có mời em, thì có mở hàng là chết luôn á. Trời ơi, chương trình bị luôn á. Chương trình nó như là khán giả coi tới đây chắc người ta bị tụt cảm xúc rồi. Tại vì thấy một người đàn ông như duyên dáng đẹp trai mà nặng muốn dĩa. Mà đâu trách em được đúng không? Cái đó duyên số. Nặng kệ em thôi chứ giờ sao? Rồi bởi vậy đúng rồi chị. Rồi giờ sao này chia tay rồi dẹp quán nữa. À, lúc đó chắc buồn lắm đúng không? Buồn thì cổ cũng chuyển chỗ ở. Rồi tụi em cũng đi chơi chung. Tụi em cũng đi chơi chung. Đó, nhưng mà chị hỏi nè, lúc mà em chia tay với cái anh kia, lý do gì mà em lại tâm sự với bạn này? Tại em vì... có cái cảm tình đặc biệt gì với bạn này không? Dạ. Cái này là lúc chia tay anh đó, anh này anh người yêu cũ á thì là có làm bạn với anh này rồi. Thì hai đứa cũng đi chơi. Mà không hiểu sao tự nhiên lại đi tâm sự với ông này nữa chứ. Cái gì cũng nói hết. Mà hồi đó gọi thằng chú cháu không à, chứ không có gọi anh em. Chú cháu gài hàng liền. Kêu anh em á công gần gũi thì sao? Mình mới đánh đường vòng á anh. Tên xưng chú cháu không? Nghĩa là cháu ơi có chuyện gì cứ kể cho chú nghe. Đúng vậy, mấy bọc bạch hết. Cái mình anh em là nó gần gũi quá. Rồi sao nè? Dạ. Cái xong rồi thì chú dẫn đi chơi. Xong rồi tâm sự. Xong rồi cứ hỏi nói chung là về cuộc sống riêng tư này kia nọ đó. Thì em cũng thiệt thà kể cho chú nghe. Đúng rồi chú nghe. Xong rồi chú tâm sự, chú an ủi. Cái không biết sao thương. Cháu thương chú luôn. Cháu thương chú. Có nghĩa là có nói này nè. Gì? Chú bây giờ mới cháu mới chia tay người yêu đó. Không biết là chú có thể thay người yêu cháu khỏa cái nỗi buồn này được không? cháu nói vậy luôn đó. Rồi quá chú trả lời chú, sao? Chú gài hàng tôi thì sao? Lúc đó chú làm sao? Dạ. Vô mánh chú rồi. Tâm lý chú đã không chết luôn. Đã nhưng mà đâu có bộc lộ liền. Mình phải thăm dò, mình hỏi ủa cái đó là ủa đó là thương theo kiểu gì? Thương theo kiểu giống như là bạn bè hay kiểu gì? Thì cổ cũng không nói. Thì bẵng đâu một thời gian sau là cũng trước khi cưới năm 2019, trước khi cưới là mấy tháng trước á, là trước mấy ngày 30 tháng 4 á, mấy ngày á, thì em cái kiểu đó giống như là em thương quá rồi, em không có muốn giữ nữa. Thì em muốn coi không biết cái cô này á, cái tình cảm của cổ đối với mình như thế nào. Em mới thử gợi mở cổ coi làm sao. Thì em mới giả bộ em nói về một cái người nào đó đó là em muốn gắn kết với cái người đó ở ngoài chỗ khác á, kiểu nó đại gì đúng không? Nó đại gì á
cái gợi mở để coi cái suy nghĩ của cậu đối với mình là như thế nào. Là có ai ngờ tỏ tình mình luôn. Tỏ tình sao đâu. Nói bây giờ em nói cho anh nghe. Chú bằng anh luôn. Chú hả? Chú cháu hả? Bây giờ chú cháu đi. Nói bây giờ chú 2 năm nữa mà chú có nhà Sài Gòn đi. Tụi mình sẽ là một cặp. Wow. Nghe lúc đó ủa sao quan ngang à? Như xét đánh ngang tay không biết phải thử sự thật không á. Cái em mới hỏi tiếp, em mới hỏi là ủa vậy là sao? Vậy là sao? Cặp là cặp gì mới được chứ? Thì người yêu biết không? Trời không? Có tình ý với tụi lâu rồi. Thì ra là có tình ý với mình lâu rồi. Thì bắt đầu chú khoái quá chú. Gợi mở tiếp. Thì gợi em mở nói sao nè? Thì em gợi mở cho cổ nói tiếp. Cổ nói thì có thích rồi đi chơi với nhau. Đi còn chơi không? Với nhau. Rồi, đi đâu? Có đi không? Dạ đi chứ. Lễ đi liền. Lần đầu không, tiên cái đó là đi đâu? Cái đó là vô tình thôi, vô tình đi chơi thôi. Ông tại trời sắp đặt rồi. Không, lần đó là lẽ ra là em về nhà ở dưới Đắk Lắk ấy. Số trời. Nhưng mà tại vì xong rồi chị dâu á kêu là để chị vô chơi. Mà đến gần ngày đó là chị lại báo là chị không vô chơi nữa. Cuối cùng em đâu có đặt xe về Đắk Lắk được đâu. Cuối cùng không có ai đi chơi, phải đi chơi với chú. Chú. Mà đi đâu? Miền Tây. Ở trên Đắk Lắk đâu biết miền Tây là giờ nào giờ đâu. Gài hàng liền. Đi về miền Tây. Mà Cần Thơ nữa, phải đi Cần Thơ. Em đẩy xuống Cần Thơ luôn. Bến Ninh Kiều. Lúc đó chưa đổi xưng hô đúng không? Dạ. Dạ chưa. Chưa luôn. Rồi bắt đầu chú cháu đi Cần Thơ. Chú cháu Cần Thơ. Rồi sao nè? Chú cháu Cần Thơ thì ở lại đêm nữa không? Rồi đêm chứ. Trời ơi. Trời ơi. Cần Thơ xa rồi đâu về được. Sao về được? Rồi sao hấp dẫn nha. Cái xong rồi em mới nhưng mà chưa chịu đi. Nói ở xuống dưới rồi qua đêm mà sao được. Mà em nói thì em mới dụ thôi thì mình thuê hai phòng đi. Mình thuê hai phòng đi cái bạn này cũng như tin em rồi. Đâu biết em quỷ ma đâu. Tin em trước đó là cũng như là tin tưởng lắm rồi. Cái đi theo em. Đi theo đi chơi cái xuống khách sạn. Khách sạn cái mướn mướn hai phòng. Nhưng mà em fan với lại thằng Lễ Tân, ông Lễ Tân á là nói hết phòng rồi còn có phòng. Chồng lấy phòng lên phòng có một giường thôi. Không có phòng hai giường nữa, phòng giường. Cái xong mà em vô cái em dẫn cô vô nó thôi giờ hết phòng rồi. Thôi bây giờ tối rồi, có gì em ngủ trên giường đi. Rồi xong rồi anh ngủ dưới đất. Nó nói gì nói. Cái xong rồi vô thấy cái mẹ kêu. Mẹ thấy nói ủa, ở này có hai cái giường nè. Thôi bây giờ tối chú nằm giường đó đi. Cháu nằm giường này. Thì em mới bụm miệng em cười. À cổ chỉ cái ghế tình nhân á là cái giường đó đó. Nó nói tối ngủ giường này. Cái giường nghe xong. Vừa nghe xong thức trắng nguyên đêm luôn. Cái ghế đẹp quá. Nghĩa là em nói em nói cho cổ biết cái ghế đó ý nghĩa của cái ghế đó đúng không? Ý nghĩa cái ghế đó. Mẹ mắc cỡ mẹ qua đây ngồi. Đâu ngủ được đâu. Rồi nguyên đêm thì sao? Thức luôn. Hai đứa thức trắng luôn. Thức trắng luôn. Không làm ăn gì hết. Dạ. Thì nói chung thì em mới nói với cổ thôi bây giờ là em mới dụ. Đâu có chịu qua nằm chúng em đâu. Em mới dụ. Thôi bây giờ mình thương nhau đến già nha. Mình thương nhau đến già rồi xong rồi mình thương nhau mà sống nha. Cái cô gật đầu. Cái như em dụ em gẹo gẹo ngọt ngọt á. Cái lại nằm. Rồi xong rồi gạo nó thành cơm. Là đêm đó luôn hay là dạ. Qua đêm sau? Ở có ngày tại vì làm nữa. Xong là đêm đó luôn đúng không? Chị gì tới nó tới luôn. Là hai đứa gạo nấu thành cơm ở đâu? Dạ, ở gạo trắng nước trong. Gạo trắng nước trong luôn. Mà là cái giường cô chọn hay là cái giường em chọn? Dạ. Hai giường luôn. Hai giường mà, phòng hai giường mà. Ôi ai nói chứ cái đó em không thích nha. Cái giường đó em thấy nó khó khó làm sao. Có cấn cấn đúng không? Đâu có làm gì được đâu, thật sự luôn á. Cái giường đó em nhìn trước nhìn sau em biết làm sao luôn á. Nhưng mà sao bé lại chọn cái giường đó? Yeah. Tại em không có biết cái giường đó. Tại cái giường nó đẹp hay là gì? Tại vì nhường cái giường đó cho anh Hoàng. Em cao cả mà em. Trời ơi, có gọi là nhường cái giường tốt, giường em cho chú. Đưa cái giường kia. Cháu chấp nhận là ngủ giường không có em á. Cái đó gọi đúng chính xác là cái ghế em. Cái ghế. Vậy sao này biết đúng lúa luôn. Hồi nào giờ đâu biết, đâu có vô khách sạn nào đâu. Như vậy là sau đêm đó là đổi cách xưng hô luôn đúng không? Chứ sau đêm đó là cháu nữa. Giận em. Giận. Giận em hả? Cho đâu không có cho nhưng mà do em năn nỉ quỷ quyệt em quỷ quyệt á mình thương nhau tới già nghe thương nhau tới già là giận luôn đó giận nha cái giận về đầu chia tay em luôn
đòi chia tay em. Sao giận người ta vậy? Hả? Thiệt. Sao giận em gái? Dạ. Sao giận ảnh vậy? Đậu trò đâu. Kiểu như là chưa có, không có quen. Với lại nghĩ thế này chắc là chị kiểu như qua đường thôi. Không tin được. Cái miệng anh này miệng. Là người đầu tiên của em đúng không? Dạ. Đúng không? Để. Đó. Cho nên là mình cũng hồi hộp, mình cũng lo đúng không? Dạ. Mình lo lỡ xong rồi nó quất ngựa truy phong đúng rồi chị. Sao đây? Bỏ mình chứ Cần Thơ luôn. Ừ. Ừ, đó dạ, rồi giận bao lâu? Giận lâu không? Giận này giận có ngày thôi rồi bạn đó về Bình Dương. Em đi theo năn nỉ, em xuống dưới. Nghĩ làm sao trời nắng á. Trời nắng chang chang á, vừa xuống mời mang bơ rồi, giống như muốn em mắc nghẹn hay gì, trả thù hay gì. Nhưng mà anh hỏi cái cảm giác của em nè. Dạ. Sau cái đêm đó thì trong lòng của em như thế nào vậy? Dạ. Tại vì cổ là người đầu tiên. Nếu... Ủa anh, em là người đầu tiên của cổ. Dạ. Nếu mà nói đi á, thật sự á, giống như theo kiểu giống như em suy nghĩ vậy nè. Giống như cái kiểu kiếp trước á, cô ấy còn mang nặng ân tình sâu nặng gì đó với mình. Cho nên cái kiếp này, cái lần đầu tiên của cổ á thì cổ gặp mình tự động cổ trao cho mình. Tại sao những người kia không trao mà vừa gặp mình cổ trao cho mình? Thì cái vấn đề đó thì em cảm thấy rất là trân trọng và biết ơn cái người con gái này của mình. Mà mình thấy mình phải có trách nhiệm nữa đúng không? Dạ, mà cũng có vui vẻ vậy đâu. Đâu có vui vẻ đâu. Nói là hiểu liền luôn. Hồi hộp với lại biết sao không? Sao? Kiểu như không biết là do nông sâu gì hay sao á mà sao đèn dầu bị rách luôn. Là ông cũng không là sung sướng gì luôn á. Chắc ông cũng là lần đầu tiên luôn hả? Em không biết, không phải lần đầu tiên không, nhưng mà kiểu giống như kiểu chắc là giống như là cái người con gái á, mới á, em biết em hiểu cái mũi khoan đó nó không có đủ công suất cái nó bị hư mũi khoan luôn đó. Hư luôn đúng không? Không biết. Chà, chắc có sao đó về chắc cũng mệt mỏi lắm đúng không? Mệt mỏi thân có vui vẻ đâu thiệt á con. Rồi sau đó bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Dạ khoảng chắc phải 1-2 tháng sau á. Tại lúc đó 30/4 á chị, là đám cưới là 27/8. Cũng nhanh á. 28/7. 28/7. Đó. Nhưng mà gia đình hai bên là ok không? Dạ. Hình như là em đang có em bé phải không? Dạ đúng rồi. Ủa vậy hả? Tội nghiệp quá. Dạ. Mấy tháng vậy? 6 tháng. Dạ em 6 tháng rồi ạ. Trai gái? Dạ bé trai. Đứa đầu hay là sao? Em. Dạ bé đầu ạ. À bé đầu luôn? Dạ. Wow, như vậy là hai đứa yêu nhau coi như là lấy nhau mấy năm thì mới có 2 năm thả dính liền. Em ấy mà. Kế hoạch 2 năm. Kế hoạch 2 năm đúng không? Xong rồi gia đình khoái cháu quá. Để luôn khỏe dính liền tự hào hãnh diện liền. Em bé trai nữa lượng, vậy nói chung lượng dạ. Bé trai liền vừa thả để cái dính dính liền bắn hay dính liền rồi nó nghe nè. Sau cái bữa đó là em bao lâu thì em mới cầu hôn với cô gái này? Có cầu hôn? Dạ thì nói chung là thấy mẹ đẹp quá thì mình nói chung cao thủ bằng tranh thủ mà phải thi hạ thủ di cường trước chứ. Mình năn nỉ cưới thì nói chung là giống như là cũng đồng ý á, thích mình á, như là muốn gắn kết với mình á, đi ơn liền hả? Dạ. Trời ơi, người ta giận tuần là tại vì người ta sợ đó, sợ là ông xong ông quất ngựa tri phong. Ai về ông không như vậy mà ông cầu hôn người ta là người ta nhận liền chứ mặc gì. Đúng không cưng? Nhưng mà cầu dạ. Cái là em đồng ý liền hả? Dạ chưa. Chưa nữa? Dạ. Chưa luôn. Tại lý vì do? Em kiểu như là sợ lấy chồng, chưa có tự tin á. Lấy chồng vì bác sĩ nói hả? Muốn dạ không. Là vì sợ lấy chồng về rồi không có được sống như bình thường á, kiểu không được đi đâu đó chơi cái này kia nọ. Sợ có cái cuộc sống nó gò bó kiểu mẹ chồng nàng dâu á. Dạ, ta cũng sợ. Lo dạ. Con. Rồi tại sao em lại đồng ý chấp nhận làm vợ ảnh? Dạ tại vì thôi lỡ rồi bây giờ bị ấy rồi. Thương em mà. Thương quá rồi. Dạ với lại hai bên cũng biết nữa. Mà lúc mà tự nhiên hai bên nhà biết rồi kêu cưới. Mà ba mấy rồi ba em mấy chị, rồi. Em kể chuyện này nghe mắc cười lắm nè. Trời em xuống nhà lần đầu tiên đâu dẫn ai về nhà đâu hồi xưa đến giờ. Mà lúc em làm bạn em đòi về nhà chơi cũng không chịu luôn. Mà đến lúc mà cưới rồi dắt em về nhà, trời ba mẹ mừng lắm luôn. Mừng lắm, em thấy sẵn lên. Lúc cưới còn mừng nữa. Sẵn lên. Giống như là dạ, được. Em thấy, trời em thấy em có giá ghê. Sợ. Sợ ấy, nhưng mà thật sự là phải đâu. Mẹ khó quá.
không có chịu, không chịu ai á. Cái lúc đó là hai mươi mấy chứ hả? Dạ 29. 29 rồi. Trời ơi, là coi như là nhà là dạ, 29 tuổi. Là sợ hủ mắm. Sợ về đầu về. Mà thật sự giờ nói chung là mấy ông bà già xưa mình á thì sợ vậy thôi, chứ thật sự giờ thời buổi hiện đại phụ nữ giờ lớn tuổi cũng đâu có gì đâu. Mà em bất ngờ không? 29 tuổi mà còn con gái trinh nguyên á. Thành ra là thành ra là em bị vậy là đúng rồi, hiểu không? Giữ gìn lâu quá mà tranh thủ liền chứ. Dạ tranh thủ mà nhìn mất cực, nhìn bà già vợ dễ thương lắm luôn á. Trời ơi, bà sẵn nhìn thấy cưng lắm. Rồi, cảm ơn bà già vợ không? Cảm ơn bà già vợ. Dạ nói chung là hôm nay có được dịp con lên chương trình này thì con cũng cảm ơn ba mẹ với anh chị em của vợ con, là những người rất là tuyệt vời mới sinh ra với lại nuôi dưỡng cho người vợ con ngày hôm nay, là một người con gái cực kỳ tử tế, đoan trang, hiền lành để làm vợ con. Rồi mời ngồi xuống. Rồi bây giờ đến phần thứ hai luôn nè. Đó. Thứ hai đi chị à. Thứ hai luôn. Nói thẳng mặt nhau đi. Khóc xấu. Giờ phần thứ hai nè, đó lấy nhau được hơn 2 năm rồi ha. À, đúng không? Rồi. Hơn 2 năm, 2 năm 6 tháng chứ. Hơn á, đúng không? Kiểu là 2 năm xong rồi thả là dính liền à. Gần năm hả? Gần 2 năm ha, gần 2 năm. Tháng 7 này mới tới 2 năm á chị. Sao biểu là lấy nhau cử 2 năm rồi thả ra là dính liền. Cử năm mấy hả? Năm mấy thôi. Em nhớ lộn á. Rồi sao? Về nhà rồi anh này ảnh có tật xấu gì không? Dạ trước khi cưới đi chơi em thấy cũng đàng hoàng, nói chung là lúc đầu bạn bè đi chơi thì có cảm tình, tại vì thấy đi chơi mà ví dụ như chỗ nào dơ dơ, đi công viên chẳng hạn, mà mấy người bỏ mấy cái đồ dơ lại đó thì ông cũng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng này kia, cũng để ý người này người kia, rất quan tâm, coi thức về môi trường. Dạ, đó đúng rồi. Ông quan tâm, chị cũng khoái mấy người giống vậy lắm. Dạ. Xong rồi lấy về. Thấy cũng quan tâm mọi người xung quanh. Cái xong lấy về thấy bất ngờ hơn là ông chăm sóc vợ tốt hơn. Nói chung là mọi thứ trong nhà là chỉnh chu lắm. Để có em làm bay bưa ra thôi. Thôi bây giờ chúng ta kể về tật xấu chứ không phải là khoe về những cái tính tốt của người đàn ông. Trời, một người đàn ông hoàn hảo. Nghe, tật xấu lắm, không có kể được. Trên đời này không ai mà không có tật xấu. Đúng rồi, có tật xấu chứ. Đâu tật gì đâu. Dạ, gỗ thì kéo gỗ. Nó em thì cái tính cũng khó ngủ, cái cổ mà em đẩy ra, em đẩy ra ngoài xong rồi chút xíu nữa cũng sắp xếp lại xong rồi ghé bên tay kéo gỗ vậy đó. Dạ rồi xong tiếp theo á là đi chơi với bạn đó chị, là có cái ông bạn mà hồi xưa cũng đi chơi chung với em với ổng, cái hai người cứ thủ thị nói xấu vợ không. Em không biết em có cái gì xấu mà hai người cứ đá mắt với nhau vậy đó. Nói xấu vợ. Là nói xấu rồi. Em, ông kia có vợ chưa? Dạ chưa. Không chưa có vợ. Vậy dạ, là chỉ chưa. Có nói xấu một bà vợ thôi. Có chừng ổng là trà xanh em, đó. Đúng rồi, em còn là trà xanh. Em còn nghĩ đi để cái tay tôi nè, để cái tay tôi nè. Đúng rồi chị. Chia rẽ đó, hiểu không? Hiền trả nhảy vô đó. Không, tại vì chơi với nhau mấy năm rồi. Ông này nè, chơi với nhau mấy năm rồi em. Ủa, cuối cùng là hai ông có BD không? Em hỏi thẳng luôn. Hỏi thẳng luôn. Em người tạt nước sôi em luôn vậy. Ủa hai ông BD hay sao mà suốt ngày nó lén vậy? Dạ. Coi như là dính chặt nhau mà lại nói xấu tôi. Đúng rồi. Nhưng mà em mà có... mỗi lần mà em đi chơi chung, lúc lấy nhau rồi đi chơi chung có vẻ không thích đâu, không thích lắm. Không thích. Là ổng không thích lắm đúng không? Đúng rồi. Rồi là y thị rồi. Là... Đó. Nhưng mà nói nghe nè, em có bao giờ em nghe cái câu chuyện của hai người này nói về vấn đề gì không? Không nghe được luôn ấy, không nghe được luôn. Bây giờ hỏi thẳng nè. Hai anh em bạn trai nói với nhau gì? Đó, nói là gì mà lén la lén lút mà liếc qua liếc lại. Em á, hồi xưa lúc mà chưa quen á, đi chơi chung á là em thích hỏi về mấy cái vấn đề mà cái tình cảm của cái người đó lắm, để cái người đó tâm sự. Đó, em thích hỏi về những cái vấn đề bạn trai của cổ làm sao làm sao á, ví dụ cổ có chuyện buồn hay gì á, cổ nói chuyện với mình để cũng như chút hết cái gánh nặng buồn phiền gì đó. Thì em có một bạn đó, hai đứa thì cũng thấy thích nhỏ này, mà cái mặt của nó lúc mà nó bực lên nhìn nó thấy cưng lắm, cho nên ghẹo cho nó chọc nó bực hoài. Nó giả bộ nó nói nó nhỏ vậy đó, đưa cái tay vậy, đưa cái miệng vậy, mà thật sự nó đâu nói gì đâu. Đó, cái ghẹo ghẹo về cái vấn đề người bạn trai đó đó. Cái bạn kia cũng cũng thừa nhận là vợ em xinh đúng không? Dạ. Vậy là coi chừng ông này ông trà xanh cả hai luôn. Không, bả thì bả không có thích đó, bả không có thích mình nhắc về cái người đó hoài. Em hiểu sao nữa.
thì mình cứ sợ ghẹo. Sợ mất em đó. Sợ mất em chứ bạn trai không em. Không phải, tại vì nói xấu nhiều quá, nó nói mà em không biết cái nội dung của là gì. Chị biết là cứ chị vô nghe chị vào là em. Chọc em đó. Đúng. Nãy em nghe nói chọc hả? Chọc em. Đó. Tức là nói mỗi lần cái mặt em mà giận là mặt em rất là dễ thương. Thành là hai ông hùa nhau để cho cái mặt em gậu xuống á, để nhìn cho đã, hiểu không? Như vậy là phải coi lại cái anh kia nha. Anh kia là có chuyện là thích chồng hay thích vợ nha. Mày tâm lý ghê luôn. Mà nhiều khi á, tại vì anh kia anh khoái cái kiểu mà tâm lý luôn cái kiểu mà khoái nói chuyện mà em nói cái mỏ em á, cái hơi của em phà vô cái lỗ tai vô cái gáy của em. Đúng không? Là em lại đang phân tích vấn đề trà xanh đàn ông à? Chị là đang phân tích cái vấn đề trà xanh là phụ nữ đó em. Trời ơi, vậy đó hả? Ừ. Thôi nữa tại thôi. Chưa quen ai mà. Ừ, bên kia chưa có bạn gái luôn. Thôi nói chung là mai mốt rồi đừng nói nhỏ nữa. Em không kiếm bạn gái cho giùm cho cái anh đó. Em kiếm hoài á chứ. Mà giống như không hợp á. Trời. Em kiếm mấy đứa cho nó rồi. Bạn mấy đứa bạn gái nó quen rồi em làm mai không? Vậy đó. Em cũng muốn. Mà không có cuối cùng cũng không có thành. Không có đi đến đâu luôn. Em nói nặng bóng vía mà. Nhiều khi cái vía nó nhẹ quá em ơi. Cái vía nhẹ mới có dính. Vía nhẹ. Vía nhẹ múa vong múa gì đó không à. Dạ. Nó mới dính nha. Dạ. Rồi bây giờ thêm cái tật xấu nè. Còn tật xấu gì nữa không nè? Dạ. Mấy ông tài xế mà ông dẻo miệng lắm đó. Đúng rồi. Có hay thả thính tầm bậy bạ không? Dạ. Rồi chị gợi mở đúng luôn, đúng tâm lý. Em thấy lướt Facebook hoài à. Em thấy hay like hình mấy nhỏ đẹp đẹp á. La dạo đúng không? Đúng rồi chị. Mà em mà phụ nữ mà thấy người ta đẹp hơn mình á, mà like là không thích rồi. Không mưa đúng không? Còn mấy bạn á, có nhắn tin này anh đẹp trai này kia nọ đó, chị không ghen sao được. Trời vậy đó hả? Nhắn tin vô inbox hay là trong cái trong comment. Cảm ơn em đã khen chồng chị. Đúng rồi, comment nè. Thầy cái gì em còn nhớ là mai mốt á, khi nào em thấy mấy cái like đó đó, em có lấy hình của em với ảnh chụp chúng nhau nè, xong em bỏ vô cái đường like đó luôn. Comment luôn. Cảm ơn em đã khen chồng chị đẹp trai. Chị vô cùng hãnh diện. Đó là tự động bạn kia unfan không hay đúng rồi mà chụp cặp vậy đó, hiểu không? Đó, mà mình cảm thấy nhiều lắm. Cái mất nước luôn ạ. Xong rồi. Còn gọi điện người yêu, còn gọi điện vô Facebook nữa. Vậy á. Hỏi ủa ai vậy không nghe máy đi. Kêu nhỏ đó hồi xưa quen á, nó bỏ chồng rồi. Hồi xưa nó không thích anh. Ủa dạ, giờ mà nghe điện thoại là nói với nhau cả tiếng đồng hồ. Ủa em giật mình luôn á. Trời ơi. Là nghe lại cái điện thoại của cái người xưa đó hả? Ý là gọi Facebook á. Không, cái đó là không được đó. Cái đó là khó chịu lắm. Cái đó là cái xong rồi em cho nghe đi, nghe coi người ta nói cái bạn gì. Bạn được. Không. Né không đi hả chị? Cái đó không còn là bạn nữa rồi. Mình né hả chị? Né đi. Né đi, nhất là vợ mình đang bầu bì vậy mình né đi. Cái đúng đó là ơi. Cái đó cũng lâu rồi. Cái đó là lâu rồi. Không, nhưng mà qua cái đó để rút kinh nghiệm những cái tiếp theo. Dạ. Bây giờ còn không? Cần. Dạ bây giờ nói chung là cái vấn đề mà bạn gái comment hay là gọi điện là hình như là không có, không biết ở sau lưng có gọi không à. Đâu gọi đâu, người ta thiệt tình lắm. Rồi gì còn tật xấu gì nữa không? Lướt Facebook nhiều nè, rồi gì ta? Có hay khen gái đẹp là đúng giờ rồi, đúng giờ rồi. Đi ra ngoài đường cái miệng nó dẻo quẹo à. Gặp ai mà bạn cũ hay là gặp con gái á. Ôi sao này đẹp quá vậy? Da đẹp, bị lên da đẹp quá. Nó càng lớn càng đẹp ha, này kia nọ, em khó chịu lắm. Khen trước mặt em vậy luôn. Nhưng xã giàu ơi. Nhưng mà có hay khen vợ không? Dạ. Dạ khen thì có khen thôi nhưng mà em vẫn không cam tâm. Chỉ khen một mình em thôi thì được, đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. À, rồi chút nữa thôi. Không, thực ra mà nói là khen trước mặt em thì lại là gọi là sao ta? Vô hại, không thực sự cái đấy ha. Nhưng mà nói chuyện điện thoại Facebook với người yêu cũ là không nên. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề khen những người phụ nữ mà trước mặt của vợ mình á, khi có mình á thì là vô hại. Nhưng là luôn luôn phải thòn câu nè. Dạ. À, ví dụ nha. Chà, ôi dạo này lâu quá không gặp, đẹp gái ghê á. Ha, càng ngày càng trổ mã nha, giống y như vợ tôi á, càng ngày nó càng đẹp. Ví dụ vậy. Đấy, thay đổi nhẹ nhàng hơn là khác. Dạ. Liền. Cục diện thay đổi liền nhớ. Dạ, 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 dạ. Nhớ nghe, tâm lý. Đừng nói trà, hôm nay gặp lại đẹp quá, đẹp hơn vợ tôi nữa. Chổi trà ăn mà, chổi trà đơm tới tấp luôn. Chả lau nhồi đúng không? Chả lau nhồi, chổi lau nhồi. Rồi, còn gì nữa không nè? Chắc hết rồi. Hết rồi. Cái đó là hết rồi. Người đàn ông thì dính mấy cái nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi, cái đó nhẹ nhàng, tật xấu nhẹ nhàng. Hoàn hảo quá, người đàn ông hoàn hảo quá. Rồi bây giờ tới em nè, đó. Bây giờ vợ em sao? Có tật xấu gì không? Nếu mà thật sự mà nói thì tật xấu của vợ em thì em nghĩ là cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo. Em không thấy tật xấu gì. Nhưng mà có kể chuyện đánh rắm không nhỉ?
Cái đó không tới xấu, cái đó là tật của người ta. À, tiêu hóa tốt vẫn nhiều nha. Lắm em ơi. Mà tế nhị lắm nha. Em có xem Trình Vợ Chồng không. Son, em thấy là nhiều cặp lắm. Dạ, mà không sao? Có nghe tiếng, chỉ nghe mùi thôi. Trời ơi. Có nghĩa là lép, đúng không? Lép. Lép nhưng mà tế cái sức công phá nó quá quá lớn. Quá cao luôn. Em không phải sợ nữa mà, em làm đâu lại đâu. Em là cũng chúa trẻ, chúa chùm luôn á, cái chủ luôn. Làm không lại luôn. Là một cái. Mà cái đó cũng chưa gọi là thật xấu. Thật xấu. Cô này có cái tính là hay kiểu là hơi hờn mát thôi. Hay hờn mát hỏi chút khóc. Hỏi chút đó, là khóc luôn. Tại vì khen đó. Khen phụ nữ đẹp trước mặt. Dạ, cũng giống vậy. Lòng. Cho nên sau này là khen mà phải thọn liền cái câu kia. Nhớ chưa? Nhớ nha. Dạ. Chút đó. Tập lại đi nha. Rồi, còn gì nữa không? Có hay càm ràm, có hay càng nhằn em. Có khi em đi xa này nọ được không? Dạ thì cái cô này cổ thì em thấy cổ hay ghen, với lại cổ cũng cái kiểu giống như là quen nhau mà cũng như là thương nhau mà ràng buộc mình quá, cũng như mình mất, mình cảm thấy á, mình cảm thấy ở thời điểm đó đó mình cảm thấy là mình người chồng mình mất tự do. Nhưng mà đến khi mình nghĩ lại á thì ở nhà chơi giờ cũng vui, tại vì mình đi chơi với bạn hay với lại mấy người ngoài đường á, thì nói chung thì em cũng may mắn gặp rất tất cả những người bạn, những người bạn của em á đều là những người bạn tốt. Nhưng mà đến khi mình gặp nạn á, thì nói chung người ta cũng hỏi một hỏi thăm một vài câu thôi, đúng không? Cuối cùng thì cũng vẫn là vợ mình, cha mẹ mình thôi, cha mẹ mình bên cạnh mình vợ mình, cha mẹ, đúng rồi. Mấy ông đàn ông là vậy đó, lúc mà khỏe mạnh á, thì bè bạn nhiều lắm, lúc có chuyện gì chỉ có ông vợ già cái bên thôi chị... Thì đó, mình mới thương vợ thì có. Chính xác. Trời, em nói anh nghe cũng vì em cái tính đó, mình lúc mà mình mới lấy về mình chưa hiểu cổ á đó, cổ hay khóc mình hay khóc mà mình cũng mình đâu có quen đâu, mình chưa biết, mình cảm thấy sao khó chịu á. Mình cũng xém chia tay mấy lần là vì cái tật khóc đó thôi đó. Nhưng mà tật hay giận hơn á, hồi đó lúc mới cưới về cổ mỗi lần cổ khóc như vậy á thì là em thể hiện như thế nào, em phản ứng thì sao? Mới đầu thì em dỗ không được, chút em bực em đòi bỏ đi. Em bỏ đi, có cái lần em bỏ đi cả một đêm luôn á. Em nghĩ là em đúng thôi, bây giờ mình bỏ luôn đi, mình bỏ mình làm lại từ đầu, mình nghĩ là mình đúng. Nhưng mà sau đó cái qua ngày mai em về á thì cổ mới tâm sự lại với mình á, là đêm qua em giận với anh, cái xong rồi cái anh hỏi em không trả lời, có nghĩa là không phải là em không trả lời anh hay là em khinh thường anh, em bực anh, mà lúc đó là tại em đang sợ tại vì em nãy em đi ngoài đường em gặp cái thằng trai biến thái kia, chả cứ theo em hoài, em cứ đâm đầu em chạy cái hỏi á, cái tự nhiên người ta kêu ơi, thì ở đây cái chiếc xe tải nó cũng vừa nghe vừa thắng ngay em luôn á, nếu mà không nghe người ta kêu là xe tải nó hốt em mà. Cho nên em sợ lắm, em sợ xe ít mà em sợ biến thái đó nhiều, rồi lúc đó tự nhiên cái em có lỗi hối hận đấy. Bởi vì mai mốt chị nói em nè, vợ nó ghen lên là cũng có lý do, không phải tự nhiên nó ghen, đâu có ai khùng mà tự nhiên đi ghen, đúng không? Thứ nhất là em là thuộc loại đàn ông đẹp trai, đúng không? Thứ hai, cái công việc của em là công việc mà nó cũng phải phóng khoáng về mặt thời gian nữa. Rồi đúng không? Chứ em đi làm vợ đâu đi theo được, đúng không? Đã vậy là còn có cái tật mà thích khen phụ nữ khác, thả thính đồ này kia nọ các thứ, là nó ghen là đúng rồi. Nhưng mà nhớ lời chị dặn, mai mốt cứ em nói, trời ơi, da trong này đẹp dữ vậy, trời ơi, nè, giống vợ tôi nè, da càng ngày càng đẹp, không biết sao mấy bà giờ xài gì đẹp dữ vậy. Ví dụ vậy, lúc nào phải khen vợ nữa. Đó, nghe không? Tâm lý đúng không? Tâm lý nha, tâm lý nha. Rồi giờ hai đứa mong muốn thay đổi cái gì ở nhau nè? Mong muốn gì? Hình như em hả? Hài lòng lắm. Em thì muốn anh bớt lướt Facebook lại đi, quan tâm vợ nhiều hơn chút nữa. Đó, với lại bớt đi với bạn mà nói xấu nhỏ em không thích. Rồi mong muốn chính xác. Em đâu có gì biết. Rồi cách xa nhau như là một sải tay. Em ngồi đây này nè, em ngồi hai người ngồi bên này nè. Người hai người đó có khi ngồi gần nhau luôn á chị, xong rồi vậy đó. Tại vì thật ra là chọc em. Bản chất của câu chuyện là chọc em. Vấn đề là lúc đó em đâu có biết là chọc em thì vấn đề gì đâu. Giận luôn á, giận á, định là xóa Facebook của em á, mỗi lần giận là mỗi lần xóa Facebook, mỗi lần giận cũng tự kết bạn lại. giống như em suy nghĩ không biết phải là càng ghét nhau tự nhiên càng nhớ về nhau, không biết phải không, lý không? Rồi thôi bây giờ nè, mong muốn đó coi như là mong muốn đó là hợp lý, đừng có nói nhỏ nữa, mà tôi cũng mong muốn cái điều đó nữa. Hai thằng đàn ông mà suốt ngày cứ nói nhỏ nhau kỳ lắm, đúng rồi, thấy không? Rồi, rồi bớt lướt Facebook lại. Bây giờ tới em muốn vợ mình thay đổi điều gì hả? Em hả? Em muốn vợ em mà bớt khóc đi một chút. Tại khóc nhiều khi mốt tâm lý
cũng như cái kiểu như là buồn phiền á, dễ sinh bệnh. Ừ. Rồi. Và nhất là trong cái giai đoạn này nữa, đừng bao giờ làm cho mỗi lần khóc là khó thở à. Em mà để cho vợ khóc hoài, mai mốt con ra khóc hoài. Đúng vợ rồi, mà quạo mai mốt đẻ con ra mặt quạo đeo, nhiều khi nhóc nó còn ghét mình luôn. Thôi giờ chồng bà cười đi đó, nghe. Cho nên với là em cũng vậy, đừng đừng bớt ủy mị đi mốt. Bây giờ mình phải làm mẹ rồi. Đúng rồi, làm vợ đúng rồi, bây giờ phải làm mẹ rồi, cho nên mình phải là cái chỗ dựa vững chắc cho con của mình, hiểu không? Mình là người đàn ông quyền lực trong mình, phải thể hiện mình là người đàn bà quyền lực ở trong gia đình mình đó. Ừ, tiếng trước tiếng sau cho ăn bập tay liền. Có một cái nguyên lý mà rất đúng và rất chính xác: cha đẹp mẹ đẹp thì chắc chắn không thể nào đẻ con xấu. Cha vui mẹ vui thì chắc chắn đẻ con nó sẽ vui. Cho nên anh hy vọng hai vợ chồng em mỗi ngày đều có một những cái niềm vui tiếp nối để mà chuẩn bị chào đón một em bé ra đời. Và nó cũng sẽ vui và đẹp giống như cha mẹ của nó. Nghe. Rồi. Cảm ơn hai đứa ha. Rồi, chút nữa chúng ta gặp lại. Nha.